Mù bàn chân trái của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây Hiện Các Sắc Tướng, dùng tất cả báu Nguyệt Diệm Tạng Tỷ Lô Giá Na, báu Nhân Đà La Ni La để trang nghiêm, niệm niệm du hành các biển thế giới, phóng quang minh mani đèn hương rực rỡ, quang minh đó đầy khắp tất cả pháp giới, đó là 93. Mù bàn chân trái của Như Lai có tướng tốt đại nhân tên là Mây Hiện Các Sắc Tướng, dùng tất cả báu Nguyệt Diệm Tạng Tỷ Lô Giá Na, báu Nhân Đà La Ni La để trang nghiêm, niệm niệm du hành các biển thế giới, phóng quang minh mani đèn hương rực rỡ, quang minh đó đầy khắp tất cả mười phương tất cả pháp giới, đó là tướng tốt đại nhân thứ 93. Chủ vì bàn chân phải của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây Phổ Tạng, dùng kim cang báu Nhân Đà La Ni La để trang nghiêm, phóng quang minh báu đầy khắp hư không, trong đó thể hiện tất cả chư Phật ngồi nơi đạo tràng Tà Sư Tử Mani Bảo Vương, đó là 94. Chủ vì bàn chân phải của Như Lai có tướng tốt đại nhân tên là Mây Phổ Tạng, dùng kim cang báu Nhân Đà La Ni La để trang nghiêm, phóng quang minh báu đầy khắp hư không, trong đó thể hiện tất cả chư Phật ngồi tại đạo tràng Tòa Sư Tử Mani Bảo Vương, đó là tướng tốt đại nhân thứ 94. Chủ vì chân trái của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây Quang Minh chiếu khắp pháp giới, dùng hoa báu mani để trang nghiêm, phóng đại quang minh đầy khắp pháp giới, bình đẳng một tướng, trong đó thể hiện tất cả thần lực tự tại của chư Phật và các Bồ Tát, dùng diệu âm rộng lớn diễn nói pháp môn pháp giới vô tận, đó là 95. Chủ vì trần trái của Như Lai có tướng tốt đại nhân tên là Mây Quang Minh chiếu khắp pháp giới, dùng hoa báu mani để trang nghiêm, phóng đại quang minh đầy khắp mười phương pháp giới, bình đẳng cùng đồng một tướng, trong đó thể hiện tất cả thần lực tự tại của chư Phật và các Bồ Tát, dùng diệu âm rộng lớn diễn nói pháp môn pháp giới vô tận, đó là tướng tốt đại nhân thứ 95. Đầu ngón chân phải của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây Thị Hiện trang nghiêm rất đáng ưa thích, dùng vàng thạch diếp phủ đàn thanh tịnh để trang nghiêm, phóng đại quang minh đầy khắp mười phương tất cả pháp giới, trong đó thể hiện tất cả chư Phật và các Bồ Tát vô tận biển pháp có đủ thứ công đức và thần thông biến hóa, đó là 96. Đầu ngón chân phải của Như Lai có tướng tốt đại nhân tên là Mây Thị Hiện trang nghiêm rất đáng ưa thích, dùng vàng thật diêm phủ đàn thanh tịnh để trang nghiêm, phóng đại quang minh đầy khắp mười phương tất cả pháp giới, trong đó thể hiện tất cả chư Phật và các Bồ Tát vô tận biển pháp có đủ thứ công đức và thần thông biến hóa, đó là tướng tốt đại nhân thứ 96. Đầu ngón chân trái của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây Tất Cả Phật Thần Biến, dùng bất tư nghỉ Phật quang minh nguyện diệm phổ hương mani bảo diệm luân để trang nghiêm, phóng quang minh các sắc báu thanh tịnh đầy khắp tất cả các biển thế giới, trong đó thể hiện tất cả chư Phật và các Bồ Tát diễn nói tất cả biển pháp của chư Phật, đó là 97. Đầu ngón chân trái của Như Lai có tướng tốt đại nhân tên là Mây Tất Cả Phật Thần Biến, dùng bất tư nghỉ Phật quang minh nguyệt diệm phổ hương mani bảo diệm luân để trang nghiêm, phóng quang minh các sắc báu thanh tịnh đầy khắp tất cả các biển thế giới, trong đó thể hiện tất cả chư Phật và tất cả các Bồ Tát diễn nói tất cả biển pháp của chư Phật, đó là tướng tốt đại nhân thứ 97. Phật tử Tỷ Lô Giá Na Như Lai có những tướng đại nhân như vậy, nhiều như số hạt bụi mười biển thế giới hoa tạng, mỗi mỗi phần thân có các tướng báu đẹp dùng để trang nghiêm. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật: Đức Phật Tỷ Lô Giá Na có những tướng tốt đại nhân như vậy, nhiều như số hạt bụi mười biển thế giới hoa tạng, trên mỗi phần thân đều có các tướng báu đẹp dùng để trang nghiêm, có cảnh giới không thể nghĩ bàn, cho nên gọi là biển tướng tốt.